Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà đẹp Apollo Việt, đơn vị thiết kế thi công trọn gói uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mẫu nhà phố 3 tầng phong cách tân cổ điển tại Hưng Yên. Với kiến trúc đậm chất cổ điển nhưng vẫn mang nét đẹp hiện đại và tiện nghi thì mẫu biệt thự không chỉ là nơi ở lý tưởng mà đây còn là biểu tượng của sự thanh đạt và thịnh vượng. Màu sơn trắng bao phủ trên toàn bộ biệt thự tạo ra vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã và đẳng cấp. Đèn chùm vàng thì được đặt ngay cửa chính, tạo ra ánh sáng ấm áp và làm nổi bật kiến trúc tân cổ điển châu Âu. Các chi tiết trong ngôi biệt thự thì được phối hợp cũng như là xây dựng trên nền tảng chất liệu đương đại nhằm tạo ra một kiệt tác độc đáo, sáng tạo, phù hợp với xu thế và có thể tồn tại với thời gian. Dáng vẻ của biệt thự rất bề thế và được trang trí bằng tông màu thanh nhã, hài hòa với hệ thống phào chỉ và hoa văn được tinh luyện một cách tinh tế, tạo nên nét đẹp hoàn mỹ cho từng chi tiết. Bên cạnh đó, sắc trắng chủ đạo kết hợp với tông xanh đen của hệ mái man sát tạo ra sự hài hòa và nhẹ nhàng cho ngôi nhà. Đây là một trong những đặc trưng của phong cách tân cổ điển châu Âu, giúp cho biệt thự trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn. Tầng 2 của căn biệt thự được trang trí với bức chướng sảnh thiết kế bởi các kiến trúc sư Apollo Việt. Với các họa tiết phù điêu và lá uốn nhẹ nhàng thì bức chướng sảnh đã tạo nên một không gian trang trí độc đáo và tinh tế. Trung tâm của bức chướng là chi tiết hình tròn với vương miện bên trên, phía dưới có hai thiên thần và các họa tiết tỏa đều sang hai bên. Bên cạnh chức năng thẩm mỹ thì bức chướng sảnh còn được sử dụng làm lan can ban công cho tầng 2 của căn biệt thự. Không chỉ tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của căn biệt thự cũng được thiết kế tinh tế với các chi tiết sang trọng, đặc biệt là hai cột trụ tròn từ tầng 2 lên tầng 3 được thiết kế với các rãnh soi và họa tiết lá tỏa xung quanh, mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, nổi bật cho căn nhà. Ở các cột trụ vuông ở tầng 1 tạo thành khối vững chắc, trên thân các cột thì được thiết kế với các họa tiết hoa dây nhẹ nhàng. Điểm nhấn quan trọng của bức chướng mái tạo nét tân cổ điển cho căn biệt thự chính là mặt ngọc được thiết kế với các phù điêu nhẹ nhàng. Tất cả các chi tiết thì được phối hợp một cách tinh tế, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sang trọng cho căn biệt thự. Căn biệt thự không chỉ sở hữu vẻ ngoài sang trọng và lịch lãm mà còn có công năng phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình và hơn nữa đó là hợp phong thủy để mang đến tài lộc cho gia chủ. Tầng trệt gồm có khu vực kinh doanh và bếp lớn. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp ăn gia đình, phòng ngủ thường, nhà vệ sinh. Tầng 2 gồm có phòng ngủ master, hai phòng ngủ thường, phòng sinh hoạt chung. Tầng tung gồm có phòng thờ, phòng chờ, phòng ngủ khách, sân phơi và nhà vệ sinh chung. Khám phá mặt bằng tầng 1, phòng khách thì được thiết kế thoáng rộng và có nhiều cửa sổ để tạo không gian thoáng mát, rộng rãi. Bên cạnh đó thì căn biệt thự còn sở hữu sảnh thang từ phòng khách đến phòng bếp, tạo ra không gian rộng rãi cho các buổi sum họp gia đình, bạn bè gia chủ. Phòng bếp thì được thiết kế ấm cúng, mang lại một không gian thoải mái cho gia đình trong những bữa ăn. Phía cuối nhà thì bố trí một nhà vệ sinh nhỏ gọn, riêng tư. Ngoài ra thì kiến trúc sư đã bố trí một phòng ngủ 17m² được thiết kế cuối nhà, không gian yên tĩnh cho ông bà nghỉ ngơi. Trên đây là những đặc trưng nổi bật của biệt thự 3 tầng 1 tum phong cách tân cổ điển châu Âu. Căn biệt thự này đã thu hút được sự chú ý của nhiều người với vẻ đẹp sang trọng, lịch sự và đầy tính thẩm mỹ. Quý vị vừa được chiêm ngưỡng toàn cảnh mẫu biệt thự phố tân cổ điển 3 tầng 1 tum. Apollo Việt cung cấp giải pháp thiết kế thi công trọn gói nhằm mang đến không gian hoàn mỹ, sang trọng cho mọi gia đình Việt. Nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình một mẫu thiết kế đẹp như vậy thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của chúng tôi 0962 368 892 hoặc 0334 511135 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng thì Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.